Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc chiếc khăn này. Len Mew cô tâm 50g. Nếu như mọi người móc kim số 5 thì khoảng tầm 1m7, 1m8, 6 cuộn. Và nếu như mọi người không tự điều chỉnh được tay móc của mình khi mình lên hàng mũi bính, thì mình có thể chọn gầy mũi bính bằng cái bằng kim lớn hơn cái kim mình lên họa tiết khoảng 0.5mm, nghĩa là nửa size đó. Còn nếu như mà bạn nào móc quen tay rồi thì mình móc cũng cùng một size kim, nhưng mà cái phần gầy mũi bính của mình sẽ lỏng tay hơn một chút, bởi vì khi mình móc mũi bính á thì nó thường hay bị chặt hơn. Tại khi lúc mà mình lên họa tiết rồi thì cái phần cái mặt đầu này của cái phần này nè, đó ở dưới này là cái chân của mũi bính mình móc lên đó, cái chớp hàng này của mình nó sẽ thoải mái hơn. Bởi vậy cho nên nếu như mình không móc lỏng tay thì sản phẩm của mình nó rất có thể là nó sẽ bị quạt ra như thế này. Nếu như mình không móc quen tay thì mình nên gầy mũi bính bằng kim lớn hơn nửa size nha. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người móc theo số đo bản rộng mà mọi người mong muốn. Cho dù mọi người móc bất cứ loại len nào, loại sợi nào thì mình chỉ cần móc theo số đo, không nhất thiết là phải đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình không nhất thiết phải đếm như vậy, nó rất là mất thời gian. Cái thứ hai nữa là mình cũng hay bị đếm lộn tới lộn lui nữa, cho nên là mình hãy móc theo số đo nha. Ở đây mình sẽ móc bản rộng là 24 cm, cho nên mình sẽ gầy mũi bính này lên tổng là 26 cm. Đầu tiên là mình sẽ tạo nên một nút. Móc lỏng tay. Hoặc nếu như không có kiểm soát được mũi móc thì có thể chọn kim móc lớn hơn nửa size để lên dây bính. Mình sẽ lên dây bính này đạt được số đo là 26 cm. Mấy bạn đừng hỏi mình bao nhiêu mũi, tại vì 26 cm thì mình sẽ không biết là bao nhiêu mũi nha. Cho nên mọi người hãy cứ móc theo 26 cm, hoặc là mình cứ ướm chừng cái khoảng bản rộng của cái khăn mà mình muốn ấy. Khi mà mình đo thì mình sẽ để cho cái sợi dây bính này nó được thẳng ra tự nhiên như thế này, chứ không phải là tự mình kéo giãn ra nha. Sau đó mình sẽ đặt thước dây lên và mình đo theo cái sợi dây này coi thử nó đạt đủ 26 chưa. Mà mình móc lố, lỡ móc lố 27 thì cũng không sao hết, lát nữa mình sẽ đo lại một lần nữa nha. Tiếp theo mình sẽ đếm nè, 1, 2, móc vào chừng số 3. Vẫy len lên, quấn lên một vòng, móc về lại ngay cái vị trí đó, kéo sợi qua. Ở trên chân kim của mình hiện tại là có 1, 2, 3, 4 mũi nè, kéo qua hết, lên một bính, cách một chân mũi, lặp lại. Vẫy qua hết, lên một bính, cách một chân mũi, vẫy lên qua, quấn lên và vẫy lên, kéo lên lên, kéo qua hết, lặp lại như vậy về đến gần đến cuối hàng. Coi lại video nha, bỏ một chân mũi. Lên một bính. Đấy, sau khi mình móc xong, mình sẽ dùng cái thước này để mình đo lại một lần nữa. Mình để như thế này mình đo nha. Mình để nó bằng như thế này và mình đo. Mình đo cho tới ngay chỗ vị trí 24-25 cm của mình, và mình cảm thấy chỗ này là nó móc hình lố rồi nè. Vậy thì mình sẽ gỡ ra nha, mình không đo, mình sẽ không móc nữa. Đây, mình móc tới chỗ này là đạt tới số đo của mình rồi, và mình sẽ không móc nữa. Mình tiếp tục lên hàng, mình xay sản phẩm lại. Còn cái dây bính này nó dư thì kệ nó đi, nó dư thì mình gỡ ra, hoặc mình lười gỡ quá thì mình lấy kéo mình cắt luôn cũng được nữa. Đó, vậy là xong rồi.
xong tiếp tục mình sẽ lên hàng. Từ ngay chỗ cái vị trí này mình sẽ xỏ lấy lên và lặp lại cái họa tiết đó. 1, 2, 3, 4, kéo sạch qua hết và lên một bính ở ngay chỗ vị trí tiếp theo. Lấy sợi lên, kéo qua đó, ngay chỗ các chỗ trống nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, những cái vị trí trống như vậy mình cho kim vô nha. Cái chỗ này lát hồi mình giấu sợi đi đó, mình cứ móc y chang như vậy về đến cuối hàng nè. Ngay chỗ mũi cuối hàng của mình thì mình cũng ốp y chang như bình thường thôi nè. Rồi một bính và xay sản phẩm lại. Đó, nó cũng y chang cái hàng bên dưới mình vừa móc xong đúng không? Những cái vị trí lỗ như thế này nè, mình cho kim qua, lấy kim lên rồi quấn một vòng, rồi tiếp tục lấy kim, lấy sợi lên. Như vậy về đến cuối hàng. Đây mình móc về đến cuối hàng nè. Cho nó cắt cái lỗ này thấy không? Lấy sợi. 1 2 3 4. Kéo qua hết và cứ lặp lại như vậy. Và mình cứ tiếp tục tăng hàng lên. Khi mà mình móc mà nó dài lên như vậy rồi mà mình muốn nối sợi thì mình sẽ, ví dụ như ở đây thì sợi nó ở chỗ này thì mình dễ rồi, mình chỉ cần lấy thêm sợi thôi. Còn ví dụ như nó nằm ở những cái chỗ giữa như thế này thì mình vẫn nối sợi vào bình thường, mình rút, nhưng mà mình cứ rút bình thường thôi, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Và mình phải chừa hai cái đầu này ra, nó dài dài để mình có cái vị trí mà mình giấu lên sợi đi, dài ra mỗi cộng khoảng tầm 4-5 xăng như vậy á. Vẫn móc bình thường. Đó. Khi nó dài qua ra như vậy thì mình dễ kẹp vào để mình móc tiếp. Mình kẹp vào để mình giấu đi. Chứ còn mình làm mà nó ngắn quá là nó không có đủ để cho mình giấu sợi. Mình phải cột cho nó dư dài dài ra mình giấu sợi cho nó dễ ha. Về tới cái mũi cuối cùng của mình, mình vẫn móc lên bình thường và mình cắt chỉ và giấu sợi ở hai đầu. Khi mà mình đã đạt được cái vị trí mà mình muốn dừng ha. Mình bắt đầu giấu sợi đi. Đầu này mình cũng sẽ giấu sợi đi.